Thuở nọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai cùng chúng đệ tử du hóa tại núi Ba Sa, nước Ma Kiệt Đà. Nơi đây chính là xứ sở mà chư Phật đã hàng phục tứ ma trong thời quá khứ. Vào thời An Cư Kiết Hạ, Thế Tôn cùng chúng đệ tử, trong đó có Ngài Xá Lợi Phất, cùng tản bộ kinh hành trên đỉnh núi Ba Sa. Phật Thích Ca Mâu Ni: Nhất tâm dễ tu tuệ, trí quang đại tam muội. Công đức người vô song, người ấy đương xuất thế. Người này thuyết diệu pháp, thấy điều được đầy đủ. Như khát uống cam lộ, nhanh tới đường giải thoát. Thế Tôn đây là đang khen ngợi vị Phật sẽ giáng sanh ở đời vị lai phải không ạ? Phải đó, chúng ta nên thỉnh Thế Tôn tuyên giảng cụ thể cho đại chúng được nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất: Thế Tôn à, xin Ngài tuyên thuyết giảng nói về người trong bài kệ mà Thầy vừa mới xưng tán, đồng thời giảng nói cùng đất tên gọi và thần lực và cõi nước trang nghiêm của vị lai Phật Di Lặc Tự Tôn, cho đến đạo lý tu tập thế nào mới có thể gặp được Ngài ấy ở đời vị lai. Xin Đức Từ Bi giảng nói cho đại chúng thêm được hiểu rõ. Các ông hãy tịnh tâm, lắng nghe và suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như có người nghe được danh hiệu của bảy vị Như Lai là Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng thời lễ kính cúng dường các vị Như Lai này, thì liền có thể nhờ vào những nhân duyên này mà tiêu trừ được các nghiệp chướng, lại thêm nghe được danh hiệu cùng những diệu pháp căn bản của Đức Di Lặc Từ Bi, thì liền có thể chứng được tâm thanh tịnh trong sạch. Các ông hôm nay nên nhất tâm chắp tay lại, một lòng hướng về vị thánh giả Đại Từ Bi ở cõi đời vĩ lai. Ta sẽ vì các ông mà giảng nói phân biệt rõ ràng. Di Lặc hạ sanh thành Phật Ký. Trong cõi nước của Đức Di Lặc Tôn Phật ở đời vị lai, con người sinh sống thanh tịnh, tâm thái nhu hòa, không có ý niệm và các loại hành vi xiển nịnh hư dối. Con người có thể gặp được Di Lặc Như Lai và nhiếp thọ lòng từ bi của Ngài. Những chúng sanh sinh ra cõi nước của Ngài, ai cũng có thể điều phục thân tâm, tùy thuận theo sự giao hóa của Phật Đà. Lúc ấy mực nước của bốn biển lớn, mỗi biển đều giảm xuống 3.000 do tuần. Lục địa dài rộng khoan quảng tới 10.000 do tuần. Mặt đất bằng phẳng, thuần sạch sẽ thanh tịnh như ngọc lưu ly. Đâu đâu cũng là loài hoa kỳ dị tươi tốt mỹ miều. Nhị hoa mềm mại như tơ vóc trên trời, còn sanh ra trái kiết tường thơm ngọt. Ở trong rừng hoa quả sum xê tươi tốt tuyệt đẹp hơn cả vườn hoa trên trời. Cây ở trong rừng cao tới 30 dặm, thành thị phòng ốc đông đúc nối liền liên tiếp. Chúng sanh do quả báo trồng được phước đức thiện căn rộng lớn và tu hành từ bi tâm ở thời hiện tại mà có thể chuyển sanh về cõi nước ấy. Lúc ấy con người có đầy đủ trí tuệ và đức hạnh uy nghi, năm dục đầy đủ và vui vẻ an ổn.
không có nóng lạnh, không có bệnh tật và sự tai hại gió lửa. Thọ mạng dài lâu tới 84,000 tuổi. Không có đoạn mệnh chết yểu. Thân người cao tới 16 trượng. Ngày ngày người dân đều coi thiền định như là một công cụ tận hưởng niềm vui. Ở trên đại lục cõi nước ấy có một nơi tên gọi là Thành Xí Đầu Mạc. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Thế Giới Tương Lai, thành phố Xí Đầu Mạc. Đây chính là cõi nước của Đức Di Lặc sinh ra, thành Phật và giáo hóa chúng sanh. Tôi là người canh giữ và bảo vệ thành này, tên là Thiện Giáo. Tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan thành phố của chúng tôi. Nào, các vị hãy theo dõi tôi nhé. Thành Xí Đầu Mạc dài rộng 1,200 do tuần, là được dùng các loại kim ngân châu báu mà kiến tạo nên. Hai bên bờ sông đều thuần là cát bằng vàng lấp lánh. Ở nơi đây, cửa không bao giờ gài đóng, bởi vì là từ trước tới giờ chưa hề gặp qua kẻ trộm, cũng không có những nạn đói rách dịch bệnh và đồ độc giết hại, không có những sự việc nước lửa đao binh. Người dân tự tâm cung kính khiêm tốn hòa thuận. Tất cả người dân, cha mẹ, con cái đều tương thân tương ái với nhau. Đây cũng là điều do Đức Phật Di Lặc từ tâm giáo dục dẫn dắt chỉ dạy mà nên. Những người nào tu trì giữ giới không sát sanh và không ăn thịt thì được chuyển sanh về cõi nước này. Tướng mạo đoan chánh, các căn thanh tịnh, uy tướng đầy đủ như người cõi trời không khác. Người dân khi về tuổi già thì tự mình đi vào trong rừng, ngồi dưới gốc cây niệm Phật bình tĩnh, an tịnh qua đời. Sau khi mạng chung, đa phần là chuyển sanh lên cõi trời Phạm Thiên hoặc là được vãng sanh về các cõi nước Phật. Những cột minh châu ở đây vào ban đêm có thể phát ra ánh sáng, chiếu sáng được giống như ban ngày không khác. Nếu như bạn ăn vào những năng lượng của nó, bạn còn có thể được niềm vui như niềm vui của Tam Thiền Thiên vậy. Rất là ngon đấy. Những núi trân báu này ở bất kỳ nơi nào trong Thành Xí Đầu Mạc cũng đều có cả. Người dân có thể tự nhiên tùy ý lấy dùng, huống chi là việc lấy những viên minh châu cúng cho người tham quan nhìn ngắm, còn có thể khiến cho tâm tính con người hoan hỷ, đồng thời phát khởi tâm vô thượng bồ đề, thành tựu Phật đạo. Bạn có thể đoán được đây là gì không? Là hoa sen. Nhưng đây không phải là hoa sen bình thường. Đây chính là một nhà vệ sinh đã thiết kế ẩn. Từ mặt đất nó tự động mở ra, hoa sen sẽ tản phát ra mùi hương thơm để che lấp đi những mùi khó chịu. Là Đại Long Vương Đa La Thi Khí, đầy đủ phước đức uy lực. Đêm đến ngày ấy thường tự nguyện đi làm sạch đường phố. Chúng ta hãy xem thử đi. Xin chào Long Vương, ông đã vất vả nhiều rồi. Mỗi đêm đều phiền ông đến làm sạch đường phố, xin cảm ơn ông. Mau lên, mau lên! Đằng kia chính là đài bãi báo đang đi tuần du.
Vị vua của thành này là Tương Khư có 1.000 người con. Đài bảy báo này là do các vương tử dùng các loại châu báu mà làm nên. Nó có cả 1.000 cái bánh xe, 1.000 cái đầu có thể tùy ý du hành tự tại. Nhưng mà vua Tương Khư có 4 kho châu báu lớn, còn Tráng Lệ hoa mỹ hơn đài bái báu nhiều. Hình dạng của 4 kho báu lớn này giống như là hoa sen, do thiên nhiên tạo thành, rộng 1.000 do tùng, chứa đầy những trân châu báu vật phát ra hào quang 4 phía. Mỗi kho báu lớn 4 ức kho báu nhỏ vòng xung quanh. Bên trong cổng là như thế, có vô số chân bảo, tất cả đều được tứ đại Long Vương bảo vệ. Tuy những châu báu này rất đẹp, nhưng mà chư Phật đã có nói, trước đây chúng sanh vì để có được những châu báu này mà đi tàn hại lẫn nhau, kết quả là bị đọa vào địa ngục, chịu vô lượng vô biên bao thống khổ. Phải rồi, lòng tham đến cuối cùng cũng lại dẫn đến đau khổ mà thôi, cho nên những thứ này không đáng để chúng ta lưu luyến. Ở đây nhiều loại đá quý báu như thế này, cũng giống như là đất đá tầm thường không có gì khác cả. Căn bản là không hiếm có, không cần phải nối tiếp, cho dù không có Long Vương canh giữ, tôi cũng làm biến lấy. Kỳ thật chúng ta chỉ cần nhìn ngắm là được rồi đó mà. Thành Xí Đầu Mạc có một vị bà la môn chủ tên là Tu Ma Phạm. Tu Ma Phạm. Vợ của ông ấy là Phạm Ma Bạc Đề, tâm tính nhu hòa. Ma Bạc Đề. Đức Di Lặc ở trên cung trời thanh tịnh đâu xuất quan sát và chọn họ làm cha mẹ của mình để thác sanh. Khi Di Lặc giáng thần vào bào thai mẹ, ngài vẫn tự tại như khi còn ở cung trời đâu xuất. Lúc giáng sanh, ngài phóng ra hào quang rộng khắp, bụi trần không nhiễm. Thể lực của ngài vô lượng, vượt qua hết thảy các loài long tượng. Lỗ chân lông khắp toàn thân phát ra ánh sáng, chiếu rực khắp vô tận thế giới, không gì ngăn trở được. Thậm chí ánh sáng của tất cả mặt trăng, mặt trời, các vị tinh tú, đến cả ánh sáng của các hạt thủy minh châu, hỏa minh châu, dưới ánh sáng của ngài đều ủ ê thất sắc. Thân tướng Di Lặc hiển hiện cao lớn như núi vàng kim, thường phát ra ánh sáng trang nghiêm vô bỉ không ai sánh kịp, khiến cho những người gặp được ngài tự nhiên siêu thoát khỏi ba đường ác. Đức Di Lặc lúc còn tại gia, ngài thường quán sát chủng chủng các sự vật vô thường ở thế gian, biết được các pháp hữu di tất thảy rồi sẽ diệt dần. Cho nên ngài tu hành ý niệm vô thường. Các hành vô thường là pháp sinh diệt. Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt làm vui. Đọc xong đoạn kệ này, Di Lặc tự mình cắt đi mái tóc. Xuất gia học đạo, ngài ở dưới cội long hoa trong vườn hoa lâm, buổi sáng xuất gia, đến đêm thì hàng phục tứ ma,
thành tựu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xưa nghĩ chúng sanh khổ, không biết cách giải thoát. Hôm nay chứng Bồ Đề, không còn cách trở ngại. Hiểu chúng sanh là không, bản tính tướng như thật. Mãi không còn ưu khổ, từ bi cũng vô chuyên. Vì muốn cứu các ngài từ thánh vương tù trưởng, đến vợ con anh em, bố thí vô số người. Xưa nay được giải thoát, vô thượng đại tịch diệt. Nay giảng nói cho người mở rộng đường cam lộ. Đại quả báo như thế, đều từ thí giới tuệ. Sanh sáu loại nhẫn lớn cũng từ đại từ bi. Được công đức vô nhiễm. Di Lặc thành Phật rồi. Di Lặc thành Phật rồi. Di Lặc thành Phật rồi. Hả? Di Lặc đã thành Phật rồi à? Nếu như đại dương vì chuyện này mà vui mừng đến độ 7 đêm liền không ngủ được, sao ngài không lại đến chỗ Đức Phật Di Lặc cho rồi? Hả? Đúng đúng, ngươi mau thông báo cho những thiên thần khác, chúng ta sẽ cùng nhau đến độ. Hả? Ma Vương Đại Tương. Thích Đề Hoàng Nhân, Hộ Thế Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương. Phật Đà Vô Thượng Tôn Quý, con thỉnh ngài vì chúng sanh chúng con mà chuyển diệu pháp luân khai thị Phật pháp. Ta ở trong đêm dài chịu khổ não lớn, tu hành lục độ từ xưa đến nay đã được biện pháp viên mãn. Xây pháp bảo, gõ trống pháp, thổi loa pháp, tưới mưa pháp. Chính vì thế nên nay nói pháp cho các vị. Chư Phật nói bánh xe bát chánh đạo, các chúng trời, người đời không làm được. Nghĩa pháp bình đẳng thẳng tới vô thượng vô vi tịch diệt. Vì các chúng sanh đoạn trừ đêm dài khổ não, pháp này thâm sâu khó được. Khó thâm nhập, khó tin, khó hiểu, tất cả thế gian không thể biết được. Không thể thấy được tẩy trừ tâm uế, được vạn phạm hạnh. Đức Phật Di Lặc nói pháp vi diệu cho chư thiên đại chúng lắng nghe, khiến cho các vị thiên tử tại đạo tràng sau khi nghe xong, các trần cấu đều diệt tận, chứng được thanh tịnh pháp nhãn. Các ngươi nên mau đi xuất gia. Di Lặc Như Lai sẽ độ cho các ngươi đến bờ biển ngạn, đắc được giải thoát. Thiện Tài trưởng giả. Trong thành, có vị trưởng giả tên Thiện Tài. Sau khi nghe được lời của Ma Vương Đại Tướng, ông dẫn theo 8 vạn 4 ngàn người đến chỗ của Đức Phật Di Lặc. Phật Di Lặc nói pháp vi diệu cho 8 vạn 4 ngàn người ấy xong, Thiện Tài trưởng giả cùng mọi người đều xin đối trước Phật xuất gia tu hành. Cho nên pháp hội đầu tiên của Đức Phật Di Lặc
tám vạn 4.000 người này đều chứng được quả vị A-la-hán. Lúc này, vua Tương Khư cũng đến trước Phật Tương Di Lặc. Khư Vương. Sau khi đích thân nghe được chánh diệu pháp, ngài từ bỏ dương vị, xuất gia tu hành. Trừ một người con kế thừa dương vị, 999 người còn lại đều dẫn theo thân thuộc xin cùng xuất gia tu hành. Tu Ma Phạm và Phạm Ma Bạc Đề cũng dẫn theo thân thuộc đến xin xuất gia tu hành. Còn có anh em Lê Sư Đạt Đa và Phú Lan Na, Đại Thần Phạm Đàn Mạc Lợi và Tu Mang Na. Cho đến Tu Đạt Na, con gái của Chuyển Luân Vương là Xá Di Bà Đế. Còn có thân tộc của Di Lặc là Tu Ma Đề, đều dắt theo chúng nhân đến xin xuất gia học đạo. Các người hôm nay đến đây không vì mong cầu thăng thiên hưởng lạc, cũng không vì muốn hưởng dục lạc hiện đời ở thế gian, vì mong cầu đắc được niết bàn thường lạc mà đến chỗ của ta. Đây đều là vì các ngươi đã từng gieo trồng các chủng thiện căn tốt lành với Phật Pháp thời quá khứ. Khi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong ngũ trược ác thế thuyết chủng diệu pháp, các ngươi vẫn chưa ngộ đạo, nhưng nay đã trồng được nhân duyên đắc đổ ở đời vị lai. Nay gặp được ta, vì nhân duyên này mà nhiếp thọ các ngươi. Hoặc có người do tụng kinh tạng diễn thuyết cho người, hoặc có người không hoài nghi đố kỵ giáo đạo người khác thọ trì Phật Pháp tu tập công đức, hoặc có người bố thí cho người quần áo, đồ ăn thức uống, bố thí cho tăng thực phẩm, vật dụng cần thiết, xây dựng tăng phòng, cúng dường tứ sự, trì bát trai giới tu tập lòng từ. Hoặc có người đối với chúng sanh khổ não khởi lòng từ bi thương xót, dùng thân chịu khổ thay cho họ khiến họ được an vui. Hoặc có người trì giới nhẫn nhục tịnh tu lòng từ, dẫn tháp xây chùa thiết lập hội giảng trai giới. Hoặc có người giữ giới nghe nhiều tu tập thiền định trí huệ không phiền não. Hoặc có người cung dường xá lợi niệm Phật Pháp thân, nhổ bỏ các khổ cứu vớt chúng sanh khiến được giải thoát. Hoặc có người đối với chuyện khổ não như ân ái biệt ly, băng đảng đấu tố tanh tụng, dùng các phương tiện giúp họ hòa hợp. Hoặc có người biên chép cúng dường kinh Phật, cúng dường quá khứ hiện tại các vị lai Phật. Hoặc có người cúng dường tam bảo cho đến xưng niệm một câu Nam Mô Phật. Do vì những công đức như thế, nên những người ấy nay được sanh về trong Pháp của ta mà được giải thoát. Thích Ca Mâu Ni Đại Đạo Sư ở trong ngũ trược ác thế giáo hóa ác nghiệp chúng sanh, chỉ bày phương pháp tu hành giúp họ nay được tới đây gặp Phật. Các chúng sanh có thể ở trong thế giới ác trược mà tu các công đức, quả cũng thật là hiếm có. Ngũ dục là nguồn gốc các khổ của chúng sanh, không tham niềm vui của ngũ dục thì có thể xả trừ sầu hận ưu lo. Phải nên biết rằng đau khổ vui lạc đều là vô thường. Đức Phật Di Lặc sau khi tuyên thuyết giảng giải cho đại chúng nghe về sắc, thọ, tưởng, hành, thức vô thường, vô ngã, có 96 ức người chứng được quả vị A-la-hán, 36 ức thiên tử và 20 ức thiên nữ phát khởi tâm bồ đề thành tựu đạo Phật. Trong hàng thiên long bát bộ cũng có vị chứng được sơ quả, hoặc có vị trồng được bích chi đạo Phật, cho đến những chúng sanh thu hoạch được những phát tâm khác thì vô số. Sau đó, Đức Phật Di Lặc lại tuyên thuyết giảng giải về Tứ Thánh Đế và 12 nhân duyên. Trong Pháp hội, có 94 ức người chứng được quả vị A-la-hán. Những thế giới khác có 64 ức hằng hà sa số thiên long bát bộ phát khởi tâm nguyện thành tựu đạo Phật và an trú trong cảnh địa bất thối chuyển.
đại hội lần thứ 3 lại có 92 ức người chứng được A-la-hán quả, 34 ức thiên long bát bộ phát khởi Bồ Đề Tâm. Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh nói rằng, ở pháp hội đầu tiên, các chúng đệ tử là do nhận được sự giáo huấn của Phật Thích Ca, do nhân duyên trì ngũ giới, thực hành lục sự pháp, cho đến tứ sự cúng dường, các công đức lợi ích thành tựu mà được dự vào pháp hội này. Ở pháp hội thứ hai, cũng vốn là đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thực hành cúng dường đồ ăn thức uống, quần áo y dược, cúng dường tứ sự, thọ trì tam quy y mà được dự vào pháp hội này. Những đệ tử ở pháp hội lần thứ ba vẫn là đệ tử Phật Thích Ca, do xưng niệm một câu Nam Mô Phật hoặc do thực hành các công đức nhỏ mà được dự vào pháp hội này. Lúc ấy, Phật Di Lặc nói pháp cho chúng đệ tử. Ngài dạy các đệ tử tu tập thực hành 10 loại tư duy. Một là tư duy vô thường. Hai là tư duy trong vui có khổ. Ba là tư duy trong tôi không có tôi. Bốn là tư duy trong thực có không. Năm là tư duy sắc thân biến đổi. Sáu là tư duy thân thể xanh xao ứ bầm. Bảy là tư duy bụng bành trướng. Tám là tư duy ăn không tiêu. Chín là tư duy máu mụn bưng mũ. 10 là tư duy tất cả mọi sự trên thế gian đều không có gì vui. Sau khi tư duy 10 loại tưởng này, đã có vô số chúng sanh đã chứng được quả vị Tu Đà Hoàng sơ quả. Bậc lưỡng tôn chánh biến trì, trời người thế gian không sánh kịp. Thế tôn mười là thật hiếm có, vô thượng tối thắng rủng phước điền. Người cúng dường sanh thiên thượng, tương lai được giải thoát niết bàn. Phục lễ bậc tinh tấn vô thượng, phục lễ từ bi đại đạo sư.
thế gian được theo đại đạo sư, trí huệ trong sáng thấy mười phương. Công đức trí lực hơn cõi trời, danh nghĩa đầy đủ phước chúng sanh. Nguyện vì chúng con, chúng quần mang cùng chúng đệ tử tới núi đó. Cúng dường vô não Thích Ca Phật Đầu Đà đại đệ tử bậc nhất. Chúng con muốn thấy Phật quá khứ, được mặc cà sa nghe di pháp, sám hối kiếp trước đời ngũ trược, các nghiệp bất thiện được thanh tịnh. Trong số các đệ tử của Phật Thích Ca, Đầu Đà bậc nhất Ca Diếp Tôn giả đem theo áo cà sa của Phật Thích Ca, vì ấy đang nhập định ở thế gian này. Nếu các ông muốn gặp ông ấy thì thực hành những việc cúng dường cầu pháp sám hối, ta sẽ dẫn các ông đến gặp ông ấy. Đại sư Thích Ca Mâu Ni Phật lúc sắp nhập Niết Bàn đã đem chiếc pháp y cà sa này giao phó cho tôi trao cho Thế Tôn Ngài. Ở trên núi này sao lại có thể xuất hiện một người đầu sâu nhỏ bé xấu xí như vậy chứ, lại cầm theo áo cà sa của Phật nữa, cứ nhiên có thể cung kính lễ bái Thế Tôn như thế này. Khổng Tử có sắc đẹp lại bị chim ưng ăn, voi trắng sức vô lượng, sư tử con tuy nhỏ, cắn voi ăn dễ dàng, thân rồng lớn vô lượng bị kim xí điểu bắt, thân người tuy to dài, béo trắng đoan chánh đẹp, bình bảy báu đầy phân, ô uế không chịu được. Người này tuy bé nhỏ, trí huệ như vàng luyện, phiền não diệt đã lâu, không còn khổ sanh tử. Hộ pháp nên ở đây thường hành việc Phật Đà, tối thắng trong trời người, làm các việc cực khổ, được Đức Phật Thích Ca cử đến chỗ ta đây. Các ông nên chấp tay một lòng cung kính lễ. Vị này chính là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Đầu Đà bậc nhất Tôn giả Ca Diếp. Ngài ấy có thân thể kim vàng sắc, xả ly vợ cũng có thân kim sắc vàng, xuất gia tu hành tinh tấn không giải đãi, từ bi thương xót cứu chúng sanh bần khổ tiễn hèn, vì sự truyền thừa kế tục của Phật pháp mà an trú thế gian.
ông có thể vì đại chúng mà khai triển thần thông, đồng thời giảng thuyết những kinh pháp của Đức Phật thời quá khứ. Sau khi Tôn giả Ca Diếp ở trên không trung triển bày 18 thần biến, thừa uy lực Phật mà dùng giọng phạm âm, diễn thuyết 12 bộ kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật, giúp cho 80 ức người thoát ly khỏi bụi trần, chứng được quả vị A-la-hán. Vô số thiên nhân cũng vì nhân duyên này mà phát khởi tâm bồ đề cầu thành tựu Phật đạo. Sau khi Tôn giả giảng nói 12 bộ kinh điển xong, Ngài nhiễu quanh Phật 3 vòng rồi từ không trung mà đáp xuống. Sau khi hành lễ Đức Phật xong, tự thân xuất ra lửa, tiến nhập vào Niết Bàn. Lúc ấy, đạo tràng mà Đức Phật Di Lặc thuyết pháp rộng lớn 80 do tuần, dài 100 do tuần. Chúng sanh tu học trong đó, mỗi người đều có thể gặp được Đức Di Lặc Như Lai trước mặt, được Đức Di Lặc thuyết pháp cho từng người. Phật Di Lặc tại thế 6 vạn năm, dùng lòng từ bi tưới nhuận chúng sanh, khiến cho chúng sanh hữu tình đều có thể chứng được quả vị Hoan Hỷ Địa Bồ Tát. Sau khi Phật diệt, chánh pháp trụ thế được 6 vạn năm, tượng pháp trụ được 2 vạn năm. Các ông nên chuyên cần tinh tấn, phát khởi thanh tịnh tâm, làm các chủng thiện nghiệp, thì có thể gặp được thế gian Minh Đăng Di Lặc Phật không chút nghi hoặc. Thế Tôn, tên của kinh này là gì? Nên thọ trì và phụng hành kinh này như thế nào? A Nan à, ông phải luôn nhớ nghĩ và hộ trì kinh này, đồng thời giảng nói, diễn thuyết kinh ấy cho khắp trời người. Không để đoạn tuyệt pháp của người về sau này. Tên chánh của pháp này là kinh tất cả chúng sanh đoạn trừ nhân ngũ nghịch, trừ hết nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, tu tập tâm từ bi cùng với Di Lặc tu hành. Hoặc gọi là kinh tất cả chúng sanh được nghe tên Di Lặc Phật, tức miễn thoát đời ngũ trượt ác, không đọa vào ác đạo. Cũng gọi là kinh phá tâm khẩu nghiệp ác, tâm được như hoa sen gặp Di Lặc Phật. Cũng gọi là kinh tâm từ không sát sanh không ăn thịt. Cũng gọi là kinh Thích Ca Mâu Ni dùng áo làm niềm tin. Kinh nếu được nghe tin Phật chắc chắn được miễn thoát tám nạn. Còn gọi là kinh Di Lặc thành Phật, Xá Lợi Phất, sau khi ta diệt độ, tứ chúng đệ tử cùng Thiên Long Bát Bộ nghe được kinh này có thể thọ trì lễ bái, cung kính cúng dường Pháp Sư, tức có thể phá trừ ba chướng, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, được gặp Phật Di Lặc và 1000 vị Phật ở hiền kiếp, ba chủng bồ đề giác đạo, tùy thể nguyện của bản thân mà thành tựu, không còn bị sanh làm thân nữ. Dùng kiến giải chính xác xuất gia tu đạo, cuối cùng sẽ đạt được giải thoát viên mãn thành Phật. Thank you.
情。